Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh của mình Mini Cao Mini Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ vô bếp và mình nấu món bánh xèo. Mời các bạn hãy vào bếp cùng với mình nhé. Đây là nguyên liệu của mình có nè, một lon nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa hiệu nào cũng được hết. Một lon, một chai bia, ăn bánh xèo mình sẽ làm 2 bịch. Bánh xèo thì mình mua hiệu này, thường hiệu nào cũng được, mình không có kén hiệu đâu. Mình làm 2 bịch bánh xèo hả, hiệu Hương Xưa. Rồi một ít hành, một ít thôi, cái này một chén này mình sắc nhiều quá, một hồi mình xài một ít thôi. Bây giờ mình sẽ đổ bột vào. Nhà mình ăn thường thường mình ăn một bịch, mà mình pha một bịch đó thì mình còn dư lại nước dừa nè, mình không có biết làm gì, lần nào cũng bỏ hết. Rồi bây giờ mình pha 2 bịch ngược, một lon nước cốt dừa. Bánh xèo này người ta pha sẵn rồi, mình không có ướp thêm gì nữa hết. Một hồi mình chiên thử, mình thấy vừa ăn thì thôi, còn không vừa ăn thì mình thêm gia vị vào. Một chai bia, có người thì bỏ trứng nữa, lòng đỏ, trứng gà gì đó, mình không có bỏ trứng. Nước thì một bịch nó kêu là một lít rưỡi nước, thì mình canh nha, lon nước cốt dừa với loại bia vô rồi. Bây giờ mình bỏ một bịch, mình bỏ thêm 2 chén nước, 2 bịch thì 4 chén nước. Một, 2, chén nước để đủ 1 chén nước. Rồi bây giờ mình quậy. Ăn bánh xèo này xịn đó các bạn ơi, nhiều nước, nhiều bia, đổ 1 chai bia. Bánh xèo mình rất là thích ăn. Mình nhớ ở dưới quê mình đó, mình hay chạy xe đi xa khoảng chừng 20 phút, đi lái xe Honda lên, có chỗ đó bán bánh xèo ngon, thật là ngon. Rồi học sinh hay tới ăn lắm. Sau này thì ở chợ gần nhà của mình thì cũng có bán buổi chiều, mà mau hết lắm, bánh xèo đắt lắm các bạn ơi. Nó có hành sẵn ở trong này, hành nó sấy khô. Nếu mình muốn thì mình bỏ thêm hành lá cho nó thơm, còn không thì có hành sẵn rồi, mình không cần bỏ nữa cũng được. Cái này là mình làm cách mình làm ở nhà mình ăn nha, không phải mình chỉ cách làm với lại mình buôn bán hay gì đâu. Mình làm như vậy mình thấy ăn cũng ngon quá cho nên mình vẫn làm. Nếu một hồi mình chiên rồi mình thấy nó hơi đặc thì mình cho thêm một chút xíu nước nữa vô, nửa chén nước nữa. Nhất là mình để tủ lạnh mà mình ăn dần đó, cứ mỗi lần mình lấy ra cái mình quậy lại, tại nó đóng ở dưới á, mình quậy lại rồi xong mình thấy nó đặc đặc thì mình thêm ít nước vào. Thằng nhỏ nó là nó giỡn với mấy anh, nó là đó. Bịch bột hình như 2,50 đồng một bịch hay gì á, rẻ lắm các bạn ơi. Mắc là tôm với thịt chứ cái này rẻ lắm, với loại rau cải mắc thôi chứ bột rẻ rề. Mình quậy vậy là được rồi đó, tan đều rồi đó. Bây giờ mình thêm hành lá vào. Rồi mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ mình chiên. Bây giờ mình xay qua mình làm, mình xắt thịt với lại mình lột tôm. Tôm là các bạn, tôm với thịt. Hôm bữa mình thấy cái tôm này ngon quá, Việt Nam mình lấy ăn cái tôm nhỏ có đầu rồi nè, còn mình cắt đầu cắt đuôi vỏ rồi mình ăn. Cho nên mình mua cái tôm này. Rồi mình mua thêm cái tôm này nữa, một chút nữa mình sẽ cắt cái đuôi. Đuôi vỏ tôm này cũng nhỏ mà nó bỏ đầu rồi. Còn khi nào mà không có tôm nhỏ, mình mua tôm lớn hơn, tôm bự hơn thì mình lột cả vỏ luôn. Rồi mình chỉ lấy cái ruột thôi, còn tôm nào bự quá thì mình chẻ đôi ra miếng, vậy là 7 đồng mấy nè, 7 đồng 7 gần 8 đồng. Cái bịch tôm này là 8 đồng đó các bạn, 7 đồng 99, 8 đồng đó. Bịch tôm này chắc mình nghĩ khoảng 4-5 đồng. Tôm này mình mua
con bự nè, vì nó không có con nhỏ. Có lúc thì mình thấy có con nhỏ có giỏ cũng ngon lắm, thì mình mua con nhỏ về mình cắt đầu cắt đuôi rồi mình để giỏ rồi mình ăn giống Việt Nam vậy đó. Việt Nam mà hay để có vỏ à, ăn con nhỏ mới ngon à, ăn vô cái vỏ nó giòn rụm á mới ngon. Thì bên này lâu lâu mới có con nhỏ, kỳ này mà mấy đứa nhỏ con mình đó, nó không có ăn vỏ được cho nên mình phải lột vỏ đi, thì mình mua con lớn này. À, con lớn này mình lột vỏ, mình này mình xắt nhỏ nhỏ ha, thịt ba rọi ha, mình xắt nhỏ nhỏ nha, miếng nhỏ nhỏ như này nè các bạn à, cho nó mau chín. Giá với củ sắn à, củ sắn cũng sắp nhuyễn nhuyễn ha, bằng với cọng giá, bự hơn cọng giá một chút. Bên này mình có sẵn mình băm tỏi với ớt sẵn để làm nước mắm. Đây, bánh xèo này mình pha sẵn khoảng tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. Hôm nay thì mình làm có một bịch bánh xèo thôi, vì không có ai ăn, ở nhà có hai vợ chồng mà. Mấy bữa thì mình làm hai bịch bánh xèo, thì có chị mình, có gia đình đứa em mình qua chơi nữa, mà kỳ này có hai vợ chồng thôi không pha gì hết à. Màu như vậy ở ngoài thì nó màu vàng vàng đó các bạn hả, màu nó vàng vàng á à. Ở ngoài thì nó màu vàng, trong này thì nó màu hơi lợt lợt một tí, nhưng mà thật ra là nó màu vàng giống màu nghệ á các bạn. Rồi bây giờ mình chiên lên đây. Ở đây mình có sẵn chén dầu mình thắng mỡ hành đó các bạn. Mình thắng mỡ hành mấy bữa mình ăn mấy món khác á, là mình sẽ xài chén dầu này. Cái này là mỡ hành rồi cho nên mình không cần bỏ tỏi với hành vô mình xào nữa, đó là cái nước mỡ hành rồi. Xong rồi đó, để mình xào tôm. Mình xào tôm trước, xong rồi mình xào thịt. Mình bỏ một tí tiêu cho nó thơm. Tôm với thịt này mình xào thôi, mình không bỏ gia vị gì hết, tại bánh xèo thì ăn nó lạt lạt, để mình chấm với nước mắm đó các bạn. Căng căng là được nha các bạn, mình phải cho nó chín lại nha, tại vì mình còn chiên bánh xèo nữa. Cho một ít củ sắn trước nha các bạn, củ sắn nó lâu chín. Cho ít tiêu vào. Thịt thì mình phải xào cho nó chín đó, thịt heo mà nó không chín nó hôi lắm. Cái thịt này các bạn có thể trần với nước sôi trước khi xào, hoặc là các bạn lỡ về các bạn xào luôn.
pha nước mắm là các bạn, mình có nửa chén đường nha, tỏi với ớt nè, một củ tỏi với ba trái ớt, nửa chén nước mắm. Này là một chén nước nóng, nước nóng để mình pha cho nó tan đường, quậy cho nó tan đường hả. Rồi bây giờ mình làm chanh, hai trái chanh. Mình thích ăn nó chua chua, bạn nào không thích chua thì một trái nha. Bấm vào nha các bạn, nửa chén nước mắm nha, nước dừa, nửa lon nước dừa coco. Rồi bây giờ mình bỏ tỏi vào, tỏi với ớt, tùy theo độ mặn ngọt của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Mini Cao Mini Family Cuộc Sống Mỹ. Làm hồi nãy giờ, bây giờ mình đói bụng quá các bạn ơi. Mời các bạn thưởng thức nha. Rất là dễ làm, dễ ăn. Ăn món này không có mập đâu các bạn. Ăn nhiều rau cải. Bạn nào mà thích ăn rau kinh giới tía tô vậy đó thì mua rau kinh giới tía tô bỏ thêm vô nha. Mình không có biết ăn rau đó nên mình không có rau đó hoặc là thêm rau muống nữa. Nếu thích video này hãy bấm like và subscribe cho kênh của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Bye bye.